Edit gì vội quá anh. Ayo, khỏe anh em, mình đây, vàng trôn tim đây. Hi, như mày cũng có thể thấy là một tuần qua tôi có up, tôi về đi thăm bố. Bố tôi thì bị ngã máy xúc nên là hơi toang, nên tôi phải về gấp. Và nhiều ông cứ tưởng là tôi nghỉ game hẳn thì chắc chắn là không nha. Mặc dù mất trình thì có đấy, cái clip mấy ông xem là một tuần trước á. Còn bây giờ thì để lấy lại trình thì chắc cũng phải tập luyện. Và hôm nay tôi cũng sẽ có một tiết mục mới cho mấy ông, không phải là một tiết mục bình thường nữa. Hôm nay tôi sẽ gọi là song kiếm cùng giáo sư Trung Lê. Im chỗ. Địt mẹ mà cái thằng đầu cắt moi này. Cho bố cái địa chỉ. Địt mẹ mày nói ý tôi. Vãi lò luôn, đầu cắt moi. Vãi lò luôn, đầu cắt moi. Vãi lò luôn, đầu cắt moi. Chà, yo, what's up, khỏe không mày thím? À, hôm nay sẽ không phải là clip múa Yasuo bình thường nữa đâu mấy em. Hôm nay vẫn có thể là khả năng cao là múa Yasuo, nhưng mà đợt này thì sẽ có thêm một nhân vật đặc biệt đồng hành, chính xác sẽ giúp tôi tăng kinh nghiệm. Anh em nghe phát biết ngay là ai đúng không? Đó chính là giáo sư Trung Lê. Hello anh em, hôm nay Trung sẽ đồng hành cùng Vàng. Trung thì Trung không có giỏi múa Yasuo, nhưng mà Trung sẽ hướng dẫn cho kiểu các anh em biết cách kiểm soát thể lính tốt hơn khi đi lane thôi. Đâu, thay mặt Trung Lê thì tôi sẽ nói lại câu đấy. Yo, khỏe không anh em? Mình thì mình là Trung. Mình sẽ đồng hành cùng Vàng đi tốt. Nói chung mình thì mình đéo giỏi múa Yasuo, nhưng mà mình lại có một cái trình độ kiểm soát lính cũng như là kinh nghiệm gọi là đóng băng lính pro. Hôm nay mình sẽ chỉ cho Vàng làm sao để đi đường đối phương. Hôm nay Vàng sẽ đi tốt. Thật Trung. Không, thật. Thank you Trung nha. Ok. Thì chắc chắn rồi mấy thím. Một người biết đánh Yasuo và có thêm cả một người có kinh nghiệm nhìn đường nhìn map. Top 24 trận đấu Trung Lê thì chắc chắn là game này đi đường thằng top nó chắc chắn rồi. Cho dù theo kinh nghiệm cho là mẹ mày cao thủ hay là khách đấu đi chăng nữa. Đánh nhau luôn này. Ui, có lốn ra luôn, văn nghệ luôn kìa. Vào đi. Ui. Chui. Đùa với chui. Giờ đó chứng tỏ cho thấy thằng hello cao. Có ai đang thắc mắc hỏi tôi tại sao tôi đặt tên là Gundam Z đúng không? Bởi vì tôi sắp mở shop bán Gundam đấy. Nhớ mua nha. Gundam? Gundam là gì ta? Gundam là mô hình nha Trung, mấy cái mô hình Gundam. Hiểu. Trung có con Zoro này. Nhìn đẹp phết. Hả? Trung là Weebu à? Cứ đánh bình thường, cứ đánh bình thường thôi. Game này hơi thiếu tốc độ đánh ấy, nhưng mà đổi lại cá là Vàng đem xe to chứ. Hay. Pha này. Ôi nhưng mà nó lên cấp không được. Pha này Trung nghĩ là nên về đi đừng cắm mắt. Pha này Trung đi rừng nó lên nha, để ý nha. Mà pha này rừng nó lên là mình cũng chết à, nên một là mình khô máu, hai là biến về luôn á. Ly mình lên nhở, lên này. Thằng rừng nó cũng đang ở gần đây. Ui thằng Ly kiểu nó núp cái đường rồi. Hay quá Trung ơi, nó mất tốc biến mà. Được của ló. Của ló thì làm sao nữa, để mày. Pha này nên đi bộ lên thôi, cái thể lính nó cân bằng vậy rồi. Nếu mà mình mà tele lên á, mình cũng đẩy lính vào trụ rồi thôi à, nó chỉ mất có 1-2 con à. Nhưng mà mình sẽ bị mất cái tele. Nhưng mà cái này Trung đang chia sẻ kinh nghiệm cho anh em nên anh em nhớ lấy bút ra để ghi nha. Cái trách nhiệm của đi lên top vậy là đừng để có để bị là nó khai ganh nhiều, nó khai thác ấy. Vì mấy cái thế lính mà kiểu mình không biết giữ là nát luôn đi lên. Ôi, tao quá Trung ạ. Mọi chuyện ngu tốt đều phải trả giá một bình máu. Ê, lì lại láo lì. Đồ vàng. Ok. À đấy nó có cái bình thuốc này, nó bấm bơm nhiều máu quá. Hay Vàng ơi, ui salad đi đường quanh tên lè. Ôi, đi bè bếp salad Trung ơi. Con mẹ đi cung mẹ luôn, mày. Mẹ có động lực. Đi đường quanh tên lè, đi cung mẹ một cái bước mà mình giấu ngờ tới. Đây này, pha này mình đừng tên lè lên, để nó đẩy. Ok, nhưng mà nó đóng băng nhiều Trung.
không sao đâu, thế lính nó kiểu nó chú, nó hơn mình ít à? Không, không tele. Không phải, bởi vì giờ mình tele lên mình cũng bị nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Mấy cả kiểu một phần mình tele lên vậy lỡ mảnh rừng nó ở lại nó chờ á. Nên cắm mắt trước vào, cắm mắt trước vào, cắm mắt trước vào, cắm cắm mắt tím trước đi. Nó không ấy đâu chung, nó phải ra kia nó giúp bạn nó. Không, ý. Vàng đánh kiểu vậy á là vàng đánh không để thể lính rồi. Đó, thấy không? Đúng đúng kinh nghiệm, anh em nhớ ấy nha. Mọi sự ngu dốt đều phải trả giá bằng mạng, phần 2. Anh em đã thấy không? Ồ, nó lại chuẩn bị lên ganh đúng không Trung? Không, nó về rồi, nó về rồi. Nhưng mà cứ nên cắm mắt tím đi. Nice, hay vàng ôi, lúc đó. Nó ngáo đấy Trung. Mình kiểu mình đi lên mình nhìn nó mình không cho nó farm. Thằng này dễ lừa lắm, thằng này dễ lừa lắm. Farm con này lên nó farm. Ôi giời, vàng quy hụt Trung ơi. Không sao, không sao, không ai thấy đâu. Chỉ có anh em thấy thôi. Không ai thấy đâu. Ôi. Đợi ra chua lên. Mang, rìa máu nó, rìa máu nó vàng để cho Linh xin phúc một cái là dồn đan chết luôn. Ôi đừng đâu. Vậy sao xong khó biết. Đi xin này thì mới thấy hình bóng đi con mẹ. Cái này đéo hình bóng của chúng đây đâu nha anh em. Đừng có nghĩ gì nhiều. Cái này đéo phải hình bóng của chúng đây đâu. Cái này là hình bóng của vàng khi vàng đánh đi xin ai. Cùng bất đúng rồi. Đúng rồi. Chắc là Trung lại phải xem vàng. Chắc là Trung lại phải xem vàng. Li à. Cái lồn li đúng vô trách nhiệm luôn á. Má. Nó mất cờ vàng, nó mất cờ vàng. Ui, địch con mẹ không còn biết trước. Địch con mẹ đủ thế nhỏ. À luôn á, vàng muốn ăn hai lớp trụ vãi đái nè. Tự nhiên, nhưng mà thôi, mình chơi game vì tìm. Quẩy, quẩy, chuối, chuối. Thôi, 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 thôi. Nếu mà anh em mà đi mid hay gì á, nên để ý cướp bài chim của đối phương ấy là cái đó. Hôm anh này cũng ghê đấy nhở. Mua cứ như Trung Lê phiên bản lỗi. tưởng bảo như Trung Lê là đi với dặn lắm đấy. Không được. Không, nhưng mà nó đang lết lại mũi nhỉ. Ông, nhưng... ôi, cái này nó có R nhá, nó có R. Sai sai lát nó ở dưới rồi. Come down, bro. Ui, đi con mẹ mày mèo vần chuột à. Chơi game cái gì đây? Alo. Đâu bắt được em. Đâu em bắt được. Nó có flash. Ích. Không bắt được làm gì đó. Ui, khó rồi. À, thằng sai lát kìa, thằng sai lát muốn chơi kìa. Ui. Thằng ơi, thằng ơi. Mẹ nó khỏe thế. Sao đấy biết thằng em lốc là tươi ha. Thằng bò đi con mẹ nó không phải là thằng tanh mà nó trâu thật à. Nó có flash nha. Nó có rò luôn. Hai vàng. Cách nào nó à. Ui. Mấy. Sao nó. Nên là vô tục là mình đánh thường với Trung. Ui. À đây nó muốn xác kìa. Ui. Hai vàng. Ui. 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 Nó hút máu nó. Trời ơi. Nó e xảy đúp ấy, nó e xảy đúp ấy. Ui, đi con mẹ con kêu. Cái con da chua thần. Ui, đi con mẹ mày thằng anh trai gọi tên em trai à? Đi con mẹ em trai trả lời liền. Đi mẹ mày. Mẹ mày chắc là không biết đến bố mày có cái vô cực rồi ơi. Con mẹ mày xin cái bình. Liếm sứ giả luôn bà, liếm sứ giả luôn. Không, mình không boss mình farm. Không boss mình farm là mình liếm chút. Được mà. Thấy không ổn bằng cái vũ điệu. Vũ điệu thì nó trâu hơn. Vũ điệu thì nó trâu hơn.
cho nó biết thế nào gọi là đánh đổi đi con rồng lấy cái nhà chính. Con mạnh à mày, kiểu gì đâu, xin cái biểu mạnh bướng nhỏ bịt con mạnh à mày, mấy thằng em mày bịt con mẹ xin cái nhà chính, bên mua nhà chính nó sợ vàng. Ủa bịt con mẹ nó vàng ơi chạy vàng ơi vàng. Có mẹ chuối. Đi ăn pha của loài vàng chưa? Cái cây này là chuối đang ngọn. Ôi, mẹ. Ui, con mẹ á, mày cái lồn gì đấy? Sao? Địt của mẹ máy nó hơi bị lép một kìa. Tí. Bắn trưởng hôn, Charlie Sư này. Ai. Ui, thịt con mẹ mà xa lát đi chép. Ui, thịt con mẹ mà chưa thức lồn gì đấy. Bào lùn dưới đến phát tung đi nào. Mẹ bà này toàn làm chiêu thức vào ấy. Đây, bỏ sữa này à. Nè mày. Ui, thịt con mẹ nhà mày. Vàng ơi chó hiểu vấn đề và cục mạ này ạ. Không, con này tem ít đam lắm này. Game này tem nó toàn ác không mà, mày nhìn đi. Toàn ác không mà. Như thà luôn á. Con mạnh nhà mày lắm nữa. Và đây nó có rò nhá. Bịt con mẹ chung ơi. Không phải vàng. Bruh. Con mẹ này đéo phải bạn trông nhờ. Này đéo phải bạn trông nhờ. Nghe đâu cái pha đấy vàng đánh vàng tính nghe quy phở lát thằng kia cho chung xem á. Đúng là kiểu mẹ mày lâu ngày thật. Mày cầm mồm đi. Và mày biết à, pha này mà Lee Sin mà là chung lên nhở. Đi chung lại. Ai là vàng. Lồn mẹ này. Ui. Thằng lồn anh trai gọi vàng kìa. Vàng nghe đó trả lời. Thì con mẹ alo liền. Mushi. Nó cầm một tiêu vàng kìa vàng. Nó cầm một tiêu vàng kìa, cẩn thận nha. Thì con mẹ nó hạt xì vàng đấy. Đâu vào đây. Này cái tay này nó. Ui, lồn lên. Ôi, đồng chí nó bắn chết đây à. Được nhậu vàng rồi, nhậu một ca rồi chung ơi. Ui. Ấy, con mạng của mày. Mày không nên đi thế à. Ui, con mẹ vàng ơi. Nó hạt xì ghi vàng luôn kìa. Con mẹ thẻ nó khoáng vàng vãi. Nói chung là địt con mẹ phải chi pha đấy mà có đồng hồ cát thôi nè. Địt con mẹ nó lại lấy cái vàng kìa. Lồn rộn nó ngáo cái đồ kìa. Ai vàng ơi. Địt con mẹ nhà mày nhậu lọ. Nhậu lọ. Ui địt con mẹ mày nuốt thế nhỏ. Một nửa mạng của team rồi đó. Mày giết nửa mạng của team đó. Địt con mẹ nhà mày good game.